Lúc bấy giờ, tại Tiên Ma Yêu Giới, thần thức của Hoàng Phổ Tĩnh trực tiếp xuyên qua vô số tinh hệ, rất nhanh tới được Ẩn Đế Tinh. Thần thức Hoàng Phổ Tĩnh cũng nhanh chóng phát hiện ra ba người Hồng Quân. Là hắn ư? Như thế nào lại là hắn vậy? Hoàng Phổ Tĩnh cả kinh nói. Huyễn Kim Sơn cách không xa với Phiêu Tuyết Thành, Hoàng Phổ Tĩnh cũng từng đi tới Phiêu Tuyết Thành, gặp qua Hồng Quân, biết hắn là tiểu nhi tử của Tần Vũ. Hoàng Phổ Tĩnh gặp qua Tần Sương, thế nhưng Tần Sương lại chưa có gặp qua Hoàng Phổ Tĩnh bao giờ. Hoàng Phổ Tĩnh vốn tưởng rằng đây là hậu nhân của Tần gia, chỉ là một hậu bối của Tần gia vạn vạn lần, không có nghĩ tới đây lại là nhi tử của Tần Vũ. Không đúng, ta lần trước trong khi gặp hắn, cảnh giới của hắn cũng sắp là thần nhân, như thế nào bây giờ lại chỉ là một thiên tiên? Hoàng Phổ Tĩnh rất nhanh nghĩ tới vấn đề tu vi của Hồng Quân. Hồng Quân có thể trước mặt người khác ngụy trang, thế nhưng trước mặt Hoàng Phổ Tĩnh, một thượng bộ thiên thần tuyệt đối không giấu được. Hoàng Phổ Tĩnh quả thật cảm nhận được cảnh giới hiện tại của Hồng Quân chỉ là một thiên tiên. Hoàng Phổ Tĩnh có chút không dám chắc. Còn đâu hoàn toàn giống nhau, hơn nữa có thể hoàn toàn xác định được hắn chính là người của Tần gia. Chỉ còn có hơi thở cùng tu vi là không giống nhau. Không biết đây có phải là con trai của Tần Vũ hay không? Hoàng Phổ Tĩnh trong tâm tư tự hỏi. Cũng trong lúc đó, Quân ca, người Tần gia các ngươi quả là không vừa nha. Tông tiền bối cũng không có đối với ai khác mà tốt như vậy đâu. Ta nghe sư phụ nói qua, tông tiền bối đã hơn 100.000 năm không có đi ra ngoài. Nếu không phải vì ngươi, tông tiền bối sẽ không tự mình xuất hành như vậy đâu. Khi tới được Tiên Ma Yêu Giới, Phượng Hy đối với Tần gia cũng có hiểu biết nhiều hơn một chút. Đặc biệt là từ những lời nói của Tông Quật, biết được Tần gia Thái Thượng Tam Trưởng Lão Tần Vũ là một thiên tài. Tần Vũ cũng chỉ cần mấy ngàn năm ở tại Tiên Ma Yêu Giới, tu luyện nhanh chóng phi thăng thần giới. Hơn nữa, nguyên nhân bằng Ma Hoàng chết cũng là chết trong tay một trong ba huynh đệ của Tần Vũ là Hắc Vũ. Đương nhiên, người Tần gia chúng ta không có người nào kém cả. Như đại ca Tần Tư của ta, cả Phiêu Thuyết Thành... Câu nói cuối cùng của Hồng Quân không có nói ra. Hắn đang muốn nói tiếp thì huyễn tưởng về Tần Tư lại xuất hiện. Hồng Quân sắc mặt cũng ảm đạm đi. Trong số đệ tử Tần gia, Tần Sương chính là người Tần gia có tu vi thấp nhất. Trước kia Hồng Quân có thể phản đối, thế nhưng bây giờ là sự thật không thể chối cãi. Người Tần gia tại thần giới, bình thường ngay cả đứa bé trong gia tộc Tần gia tu vi cũng đã là tiên đế, chỉ có hắn Hồng Quân một mực vẫn là thiên tiên. Đại ca Tần Tư, Phiêu Thuyết Thành, không lẽ là hắn thật sao? Thần thức vẫn đang một mực quan sát, con mắt của Hoàng Phổ Tĩnh sáng ngời. Tại Phiêu Thuyết Thành, Tần Vũ có người con cả là Tần Tư, vậy người này chỉ có thể là tiểu nhi tử Tần Sương của Tần Vũ. Quân ca, đại ca ngươi làm sao? Sao lại không nói tiếp vậy? Phượng Hy đối với chuyện của Tần gia rất tò mò, thật khó khăn để cho Hồng Quân nói ra, vậy mà hắn vừa mới mở miệng lại không có kể tiếp. Không có gì, tiểu Phượng, ta có chút hơi mệt, chúng ta trở về nghỉ ngơi a. Ui, Phượng Hy có chút sửng sốt, ba người mới đến, không quá một canh giờ, Hồng Quân tự nhiên kêu mệt mỏi, rõ ràng là lấy cớ. Trở lại khách sạn, Hồng Quân trực tiếp mang theo Cổ Bàn cùng Phượng Hy và Hồng Quân hành phủ. Tiểu Bàn, tiểu Phượng, ta muốn bế quan một thời gian, bây giờ tu vi của ta thật sự là rất thấp, mặc dù có kiếm tiên khôi lỗi, nhưng cũng không phải là kế lâu dài. Ta muốn tu vi tăng lên, còn các ngươi thì sao? Hey, tu luyện cũng tốt, tiểu Quân, ngươi muốn bế quan thì bế quan ha. Ta cũng vậy, Tiên Ma Yêu Giới cao thủ nhiều vô số, muốn bảo vệ tính mạng phải dựa vào chính mình mới tốt thôi. Các ngươi đều bế quan rồi, ta cũng chỉ có cách tốt nhất là bế quan theo. Phải biết rằng ta bây giờ đang là yêu vương, các ngươi xem lúc nào có thể đuổi kịp ta đây, hi hi. Phượng Hy cười cười chạy đi trước. Hồng Quân đạo tràng ở mặt trên trước tầng 1, Hồng Quân khoanh chân ngồi, chăm chú tìm hiểu biến hóa của phong thần bảng và vô danh vật chất. Tần Sương. Vù vù, Hồng Quân đột nhiên mở to mắt, kinh dị nhìn người phụ nữ trước mặt, thoạt nhìn thấy bà ta rất tiểu tụy. Hoàng Phổ Tĩnh khẽ vung tay, nhất thời trong căn phòng trống không xuất hiện một cái bàn, còn có hai cái ghế. Hoàng Phổ Tĩnh chỉ Hồng Quân ngồi xuống, tự mình tiếp tục uống rượu ở trên bàn. Ta gọi là Hồng Quân, các hạ là ai? Như thế nào có thể đi vào nơi của ta vậy? Hồng Quân không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Tất nhiên là không phủ nhận rồi. Thân là người Tần gia, Hồng Quân cũng không có việc gì phải phủ nhận mình chính là người của Tần gia.
Hồng Quân rất kinh ngạc, không biết người phụ nữ này làm cách nào tới được nơi đây. Hồng Quân hành phủ chính là khi Hồng Quân còn ở cảnh giới thần nhân mà cải tạo, lại còn có thần giới trận pháp, cho dù là hạ cấp thần nhân cũng không có cách nào tiến vào. Ta gọi là Hoàng Phủ Tĩnh. Hoàng Phủ Tĩnh nói: Hoàng Phủ Tĩnh, ngươi chính là Đông Cực Huyễn Kim Sơn Hoàng Phủ Tĩnh sao? Hồng Quân cả kinh. Hoàng Phủ Tĩnh, cái tên này hắn đã nghe nói qua, cũng biết Hoàng Phủ Tĩnh chính là một thượng bộ thiên thần. Thượng bộ thiên thần vô thanh vô tức có thể tiến vào nơi này, việc này không có gì là khó. Đúng vậy, chính là ta. Ta từng đi qua Phiêu Tuyết Thành gặp qua ngươi, cho nên ta nhận ra ngươi. Ta với Tần Vũ cha ngươi cũng có quan hệ rất tốt, ngươi hẳn lên gọi ta một tiếng là A Di. Hoàng Phủ Tĩnh uống chén rượu lại tiếp tục nói: Ngươi không có cùng cha ngươi tiến vào trong tân không gian sao? Như thế nào lại ở Tiên Ma yêu giới? Mà sao cảnh giới của ngươi chỉ ở mức thiên tiên vậy? Tân không gian, cha ta bọn họ đã tiến vào tân vũ trụ rồi sao? Cũng phải là như vậy, trong khi ta rời đi, tân vũ trụ của cha ta đã đại thành rồi. Hồng Quân suy nghĩ một chút, cũng không còn phủ nhận thân phận, có chút than vãn. Tại thần giới, người thần gia các ngươi đều đi theo Tần Vũ, đồng thời biến mất, còn ngươi sao lại ở nơi này vậy? Hồng Quân không trả lời, Hoàng Phủ Tĩnh lại hỏi: Ngàn ngàn năm trước, ta đã rời khỏi Phiêu Tuyết Thành, sau này bởi vì tham ngộ công pháp thất bại, tiếp tục ở nhân gian giới tu luyện tiếp. Hoàng Phủ Tĩnh là một người mà ở Phiêu Tuyết Thành mọi người ít đề cập tới nhất. Mặc kệ là Tần Vũ hay là Khương Lập, kể cả Hắc Vũ, Khương Lan, bọn họ cũng ít khi đề cập tới. Thế nhưng Hồng Quân cũng biết cha mình sau khi đạt thiên thần cảnh giới đã trở thành Huyễn Kim Sơn, Lam Huyền Điện, Điện Phủ. Sau này tại Huyễn Kim Sơn luyện khí mà nổi tiếng khắp thần giới. Nghe nói cha có thể vào được Huyễn Kim Sơn cũng chính là do Hoàng Phủ Tĩnh này đề cử. Nguyên lai là như vậy, quả thật công pháp của ngươi ta cũng không có nhìn thấu. Năm đó công pháp của cha ngươi cùng với người khác cũng không giống nhau, vì vậy mới có thành tựu như bây giờ. Hy vọng ngươi có thể đạt được như cha ngươi, trở thành một đại nhân vật a. Địa vị của Tần Vũ không phải Hoàng Phủ Tĩnh có thể đạt được. Nhìn thành tựu của Tần Vũ, nàng thật sự không biết lên xưng hô như thế nào cho tốt, chỉ có thể nói là một đại nhân vật mà thôi. Cảm ơn Tĩnh A Di. Hồng Quân nhẹ nhàng cười lại nói: Tĩnh A Di như thế nào cũng tới Thiên Ma yêu giới vậy? Đối với việc Hoàng Phủ Tĩnh có thể tìm được mình, Hồng Quân không có hỏi tới. Tại thần giới tất nhiên sẽ biết được thần thông của thượng bộ thiên thần, tại hạ giới muốn tìm một người cái đó vô cùng đơn giản. Ta tới đây là có chút việc riêng. Được rồi, cha ngươi hắn có khỏe không? Hoàng Phủ Tĩnh không có nói việc tới đây là vì tâm tư, chỉ là trong lúc hỏi về Tần Vũ thì ánh mắt toát ra vẻ chờ mong. Cha ta rất tốt, cha vẫn khỏe, mỗi ngày không có việc gì đều cùng mẹ ta đánh cờ nói chuyện, thực là rất tốt. Hồng Quân cười nói, trong lòng cũng đồng thời kêu to: Cha à, như thế nào lại có thêm một người? Không biết cuối cùng người còn phong lưu bao nhiêu à? Ta mới vừa phi thăng lên Tiên Ma yêu giới đã gặp được hai người. Người ngàn vạn lần không lên làm chuyện có lỗi với mẹ à? Như vậy là tốt rồi. Khương Lập muội muội bọn họ đúng là một đôi thích hợp mà. Hoàng Phủ Tĩnh khó khăn lộ ra một tia mỉm cười, chỉ là trong mắt Hồng Quân nhìn như thế nào nụ cười đó cũng là cười khổ. Tĩnh A Di, người bây giờ ở đâu? Ta bây giờ tạm thời ở tại Long tộc. Long tộc cư? Hồng Quân đột nhiên cả kinh. Trên Tử Huyền Tinh, người của Long tộc chết trong tay Hồng Quân cũng không ít. Tiểu Sương, người có thể yên tâm, Long Hoàng Long tộc là người biết hiểu việc. Những thành viên Long tộc tại Tử Huyền Tinh muốn đoạt bảo của Tần gia, đáng chết, giết là rất tốt. Hoàng Phủ Tĩnh mỉm cười nhìn Hồng Quân giải thích. Còn nữa, Tiểu Sương, người có điểm đã hơi lỗ mãng rồi. Người bây giờ thực lực còn kém, không nên để thần khí xuất hiện. Tại nhân gian giới thì không sao, nhưng tại Tiên Ma yêu giới thì không giống như vậy à. Thực lực của ngươi bây giờ, cao thủ cấp tiên đế đối với ngươi có thể tạo thành uy hiếp, càng không nên tạo cơ hội cho thiên thần thường xuyên xuống đây. Hoàng Phủ Tĩnh vẻ mặt rất nghiêm túc, nàng không phải là dạo xuông. Tiên Ma yêu giới thường xuyên có thiên thần hạ phàm. Trong thời gian gần đây, Hoàng Phủ Tĩnh phát hiện tại Tiên Ma yêu giới còn có một thượng bộ thiên thần cùng một trung bộ thiên thần xuất hiện. Thiên thần ư? Hồng Quân cả kinh, vô luận là thiên thần cấp bậc nào, Hồng Quân chống lại chỉ có một đường chết duy nhất. Cho dù là có Nhị Lưu Hồng Mông Linh Bảo Vô Ảnh Đao cũng không làm gì được, thực lực chênh lệch quá lớn.
Tiểu Sương, không cần phải sợ, có Tĩnh A Di ở đây, nơi này không có một thiên thần nào có thể làm ngươi bị thương được. Bất quá, nếu là một người tiên đế, ta sẽ không ra tay, cho nên cái quan trọng nhất chính là để cao tu vi một chút đi. Hoàng Phủ Tĩnh nhìn Hồng Quân lo lắng, có chút cười nói: Cảm ơn Tĩnh A Di, Tiểu Sương hiểu được, ta lần này bế quan nhất định đạt được thực lực mới xuất quan. Hồng Quân có thể cảm nhận được sự quan tâm của Hoàng Phủ Tĩnh. Đây là một loại quan tâm vô tư của trưởng bối đối với vãn bối. Hồng Quân đã rất lâu không có loại cảm giác này. Trước kia tại Phiêu Tuyết Thành, Hồng Quân cũng chỉ có thần vương Tả Thu Lâm mới có thể cảm nhận được một chút quan tâm. Cho dù là Khương Lan, bọn họ đại bộ phận đều là quan tâm cho Tần Tư. Hoàng Phủ Tĩnh đối với Tần Vũ có một chút tình ý, thế nhưng hoa rơi có ý, nước chảy vô tình, chỉ có thể đem cố tâm ý này chôn sâu trong đáy lòng. Ngàn ngàn năm thương nhớ, chỉ có thể đem cố tình ý này chuyển thành nỗi quan tâm trên người Tần Sương. Cũng trong lúc đó, cái gì mất tích tư, các ngươi hành sự như thế nào vậy? Tử đế Tử Quang phát hảo lôi đình. Hồng Quân sau khi bế quan được một ngày, Tử Quang tới ẩn đế tinh. Người của bọn hắn vẫn giám thị Hồng Quân, hồi báo lại cho hắn biết đã mất dấu vết. Đại nhân tha tội, thuộc hạ tiếp tục tra xét. Ba người bọn họ, có hai người là thiên tiên, một người là yêu vương, không có khả năng thoát khỏi ẩn đế tinh mà không bị chúng ta phát hiện được. Nhất định là bọn chúng đã đang trốn ở một nơi nào đó trong ẩn đế tinh. Kim Tiên nhìn Tử Đế vội vàng báo cáo. Tốt, ta cho thêm các ngươi một cơ hội nữa, nhanh chóng đi thăm dò, cho dù là lục tung cả ẩn đế tinh cũng phải bắt được cho ta ba người kia. Tử Quang sắc mặt dữ tợn nói, tại tiên ma yêu giới, thần khí vốn không có nhiều, thật vất vả mới phát hiện ra một cơ hội, bất luận là Tử Quang hay Ngũ Hành cũng không buông tha cơ hội lần này. Hoàng Phủ Tĩnh ở lại Long Tộc, coi Long Tộc là nơi cư trú của mình. Trong khi Tử Đế cùng với người của hắn đang tìm Hồng Quân ở ẩn đế tinh, chẳng ai biết được Hồng Quân đang ở trong Hồng Quân Phủ, Hồng Quân Đạo Tràng tầng cao nhất, theo dõi sự biến hóa của Hồng Quân Đạo. Sau khi phi thăng, vô danh vật chất có phát triển hơn một chút. Cho dù Hồng Quân không chuyên tâm tu luyện, nhưng vô danh vật chất vẫn tiếp tục tăng trưởng, toàn bộ vẫn phiêu phù tại đan điền. Cả đan điền như được bao bọc bởi một lớp tro bụi, bị sức mạnh tác động vào khiến cho bụi bay tứ tán. Hồng Quân Đạo từ sau khi Hồng Quân độ kiếp đã loáng cảm giác như quay lại tầng thứ nhất. Chỉ tiếc là vô danh vật chất quá ít nên không có khả năng tiến thêm được một tầng. 100 năm Hồng Quân đã tu luyện được 100 năm. So với quá khứ thì thời gian tu luyện lần này dài hơn. Điều đó khiến cho hắn đã tiến vào Hồng Quân Đạo tầng thứ nhất. Cảnh giới cũng từ nhất cấp thiên tiên lên tới nhất cấp kim tiên. Ở tầng thứ nhất này, Hồng Quân biết sau khi tiến vào kim tiên tu vi thì tốc độ tu luyện không còn nhanh như trước, phải thong thả tu luyện, không thể hấp tấp vội vàng. Cũng trong lúc đó, Tiểu Hoàng Ngư thế nào, muội nói Tôn Ngộ Không so với huynh tốt hơn mà, chỉ mất có 200 năm hắn đã luyện thành kinh thiên tam thập lục côn, đã tới yêu vương chi cảnh rồi. Hồng Vân nhìn Hầu Phí đang kinh nghi, vừa cười vừa nói chuyện. Tôn Ngộ Không không hổ là loài khỉ thông minh nhất trong các loài khỉ, chỉ mất có 200 năm mà hắn đã luyện thành kinh thiên tam thập lục côn, trong khi người khác phải mất đến hàng ngàn năm. Hoàn thành bây giờ nói còn quá sớm, khi nào luyện thành kinh thiên nhất côn thì hắn nói đi. Hầu Phí trong lòng thì rất vui sướng, nhưng vẻ mặt lại giấu tiệt đi cảm giác đó. Ngộ Không, nghỉ ngơi một vài ngày đi, sau đó ta sẽ đưa ngươi đến một nơi này. Đây là lần đầu tiên Hầu Phí gọi trực tiếp tên của Tôn Ngộ Không. Trước đây hắn không gọi Ngộ Không là bồn đàn thì cũng là ngu ngốc. Điều đó có nghĩa Ngộ Không trong mắt Hầu Phí đã có một địa vị khác hẳn trước kia. Sư Tôn, có phải người định mang đệ tử đến chỗ cha mẹ không? Ngộ Không vội vàng hỏi. Hắn nỗ lực tu luyện như vậy đều mong muốn có ngày gặp lại cha mẹ mình. Người muốn gặp thì ta dẫn người đi gặp. Hầu Phí nói xong lập tức biến mất. Hầu Phí cùng với thê tử ở lại tiên ma yêu giới, thế nhưng tất cả mọi động tĩnh của họ đều bị Hầu Phí khống chế. Hầu Phí đối với Lâm Mông Vũ Trụ hiểu biết cũng không nhiều, thế nhưng hắn là thiên tôn của Tần Mông Vũ Trụ, bên cạnh đó lại là huynh đệ tốt của Tần Vũ, nên có thể tự do thi triển pháp tắc của mình một chút. Khống chế không gian thì không có gì là quá khó. Hầu Phí biết Hoàng Phủ Tĩnh đang ở tiên ma yêu giới, cũng biết nơi ở của Tần Sương, thế nhưng bọn họ lại không biết đến sự có mặt của hắn. Tiểu Hoàng Ngư, huynh định đưa Tôn Ngộ Không đi gặp cha mẹ hắn thật sao? Trong khi không có Tôn Ngộ Không ở đó, Hồng Vân liền hỏi. Đúng vậy,
ta cũng cảm thấy không ổn, hay là để sau khi Tôn Ngộ Không tới thần giới rồi nói cho hắn biết vậy. Từ Hà đi theo cũng nói, không cần, đây là sự an bài của đại ca, các muội không cần nói nhiều. Hầu Phí có chút thở dài, ánh mắt nhìn về hướng tinh không xa vời, trong mắt hồng quang chợt lóe, tưởng chừng có thể nhìn thấu tất cả vũ trụ. Cha mẹ Tôn Ngộ Không đều là thần thú, thông linh thạch hầu chỉ có thể cùng thần thú mới có thể sinh con. Sinh ra thông linh thạch hầu bằng cách mang thạch thai. Kỳ thật tình huống của cha mẹ Tôn Ngộ Không cũng không được tốt. Mẫu thân Tôn Ngộ Không vừa sinh hạ thạch thai thì có cửu nhân đến tìm để báo thù. Trải qua một trận thảm sát, trong trận chiến đó mẫu thân chẳng may đã bị giết. Kể từ đó, vì thương nhớ nương tử, cha của Tôn Ngộ Không uống rượu suốt ngày, tu vi không tăng trưởng. Bao nhiêu năm nay vẫn chỉ là nhị cấp yêu đế hậu kỳ. Sau này cha của Tôn Ngộ Không đã mang thạch thai tới nhân gian giới chờ đợi con mình xuất thế. Trong lúc vô tâm, cha của hắn đã bỏ hắn lại, mặc cho hắn tự mình phát triển. Việc này Hầu Phí, Hồng Vân, Tử Hà đều biết nhưng không nói cho hắn biết vì sợ ảnh hưởng tới quá trình tu luyện. Phong Khải Tinh là một tinh cầu to lớn, chính là yêu giới tàu thú tộc. Ở nơi này cư trú đa số là hầu thần thú. Tôn Thạch vốn tại Phong Khải Tinh rất nổi tiếng, là một yêu đế, lại là trưởng lão. Nhưng sau khi xảy ra biến cố mà tất cả đều đã thay đổi. Bây giờ hầu tộc lại tỏ ra xem thường và có những ý nghĩ không tốt về hắn. Vài ngày sau, Hầu Phí mang Tôn Ngộ Không đến Phong Khải Tinh. Trong một tiểu lâu không lớn, chưa đến nơi nhưng bọn họ đã nghe được những âm thanh bàn luận từ bên trong phát ra. Rượu, rượu, ta gọi rượu lâu như vậy rồi, mà sao vẫn không thấy đem ra hả? Tôn gia à, ngài đã lợi tiền quán chúng tôi nhiều năm lắm rồi, trước tiên ngài hãy trả tiền cho chúng tôi trước đã. Lão bản chủ quán rượu, đối với tình huống này quả thật là khó khăn cho lão. Tôn Thạch tiểu lượng vô cùng lớn, mỗi ngày không biết ông ta uống bao nhiêu rượu, mà mấy nghìn năm nay Tôn Thạch chỉ biết uống rượu mà thôi, không làm gì cả. Nguyên Linh Thạch cũng không còn để trả tiền rượu cho hắn. Sau này có người cũng trả tiền cho ông ta, thế nhưng hàng ngàn năm như vậy chẳng làm ăn gì, dần dần không ai muốn trả tiền cho ông ta nữa. Đến bây giờ Tôn Thạch đã nợ chủ quán không biết bao nhiêu tiền. Chủ quán cũng không dám làm khó cho ông ta, bởi vì ông ta là một yêu đế, cũng có danh tiếng nên không dám đắc tội với ông ta. Ta còn có khả năng mà, phải không? Mau đem rượu lên đây cho ta trước đi nào, sau này ngươi muốn ta làm gì cũng được. Tôn Thạch tóc tai rối tung, quần áo cũ rích bẩn thỉu không chịu nổi, ngay cả dùng linh lực để làm sạch quần áo ông ta cũng không chịu làm, nên trông quá chán nản. Chủ quán, đem cho hắn rượu ngon, còn nữa, hắn thiếu ông bao nhiêu tiền ta thanh toán hết. Hầu Phí mang theo Tôn Ngộ Không xuất hiện trong tiểu quán, bên cạnh Tôn Thạch quay sang lão bản nói lớn, tốt lắm, vị đại gia này chắc là bạn cũ của Tôn Thạch rồi. Lão bản thay mặt Tôn Thạch quay sang bọn Hầu Phí hỏi, lão bản trước đây còn thấy có người trả tiền cho Tôn Thạch, nhưng mấy năm gần đây chẳng có ai dám trả cho hắn, nên càng ngày lão càng không dám mang rượu nhiều ra cho Tôn Thạch. Cảm ơn vị đại gia. Lão bản vô cùng hưng phấn vì nhận được hơn 100 cực phẩm nguyên linh thạch. Đã không biết bao nhiêu lần hắn đòi tiền Tôn Thạch nhưng không được gì, giờ nhận được chừng ấy nguyên linh thạch coi như cũng đã thỏa mãn lắm rồi. Chủ quán cùng với tiểu nhị vui vẻ mang tới 4 vỏ rượu đặt trên bàn Tôn Thạch. Tôn Thạch ánh mắt lờ đờ nhìn rượu, nhìn Hầu Phí cùng Tôn Ngộ Không, thế nhưng không có một lời cảm ơn nào, lập tức mở một vò đổ vào miệng uống ngay. Sư Tôn, sao lại mua rượu cho cái tên ma men này? Tôn Ngộ Không thái độ với Tôn Thạch hết sức bất mãn. Ngộ Không ngoài mặt thì rất kiêu ngạo, cuồng vọng, vô lễ, nhưng trong lòng thì vô cùng tôn kính Hầu Phí. Nếu không, khi Hầu Phí thu hắn làm đồ đệ, hắn đã không đi báo với Bồ Đề Lão Tổ. Chính vì nguyên nhân này, khi thấy thái độ của Tôn Thạch vô lễ với Hầu Phí, thái độ của Ngộ Không cũng vô cùng bất mãn. Tạm thời, con không cần lo, cứ ăn cái gì trước đã. Tu luyện khổ cực như vậy, cũng cần phải thư thả một chút đi. Hầu Phí thở dài, không nói thêm gì cùng Ngộ Không ăn cơm. 3 ngày, Tôn Thạch uống hết mấy trăm vỏ rượu, mới cảm thấy thoải mái, lất ngất đứng dậy đi ra cửa. Mỗi lần uống hết rượu, Tôn Thạch đều chỉ đi đến một nơi, đó là mộ phần của vợ mình. Ngồi ở đó vài ngày rồi lại về uống rượu. Như vậy cả mấy nghìn năm nay vẫn lặp lại hành động đó. Trên người Tôn Thạch tuy luộm thuộm bẩn thỉu, nhưng mộ phần của vợ lại không có lấy một ngọn cỏ dại. Tôn Thạch lặng lẽ ngồi trước bia mộ, nhẹ nhàng vuốt ve tấm bia, khuôn mặt hiện lên vô vàn sầu muộn. Sư Tôn, chúng ta theo tên ma men này làm gì? Người không phải muốn mang con đi gặp cha mẹ mình hay sao?
Nói như thế, nhưng trong lòng Ngộ Không đích thực có một loại cảm giác tang thương, phảng phất như thân nhân ngay ở trước mặt. Bọn họ chính là cha mẹ của con. Hầu Phí khẽ thở dài, chỉ vào Tôn Thạch nói: Cái gì? Ngộ Không trợn tròn mắt, không dám tin những gì trước mặt mình. Nhìn thấy cách Hầu Phí nói như vậy, có lẽ con ma men kia chính là cha của mình. Tên ma men kia chính là cha hắn, vậy người nằm trong mộ không phải là mẹ hắn sao? Không, ta không tin, tất cả sao lại thế này? Tên ma men kia là cha ta sao? Ngộ Không lớn tiếng thảm thiết, liên tục thối lui, nhìn vào mộ bia và Tôn Thạch. Ngộ Không, ta không lừa con đâu, con không cần phải nói gì đâu, người kia chính là cha của con, có chuyện gì thì hai cha con có thể giảng hòa cùng nhau. Hầu Phí lắc đầu rồi đột ngột biến mất, để lại bên nấm mồ hai thân hình chính là Ngộ Không cùng Tôn Thạch. Trong khi Ngộ Không nói chuyện, Tôn Thạch đã nghe thấy. Ông ngẩng đầu lên, con mắt bỗng nhiên sáng rực, lóe sáng quang mang, nhưng ngay tức khắc ông rất nhanh cúi đầu xuống. Ngươi mau nói, ngươi đến cùng là ai, người trong mộ là ai, ngươi nói cho ta biết được không? Tôn Ngộ Không đỏ mắt, một tay nắm cổ áo của Tôn Thạch, lớn tiếng hỏi: Ngươi là ai, sao lại quấy rầy ta cùng Thanh Nhi nói chuyện? Tôn Thạch có chút ngước đầu lên, ánh mắt vô hồn thều thào nói: Ta là ai à? Được rồi, ta là thượng cấp thần thú thông linh thạch hầu Tôn Ngộ Không, ngươi không có khả năng là cha của ta được. Ngộ Không buông Tôn Thạch lùi lại mấy bước rồi từ từ ngồi phịch xuống đất. Hắn đỏ mắt nhìn chằm chằm vào tấm bia, trên tấm bia ghi mấy chữ to: Ái thê Viên Thanh Nhi chi mộ. Nhìn Tôn Thạch, trong lòng Ngộ Không bỗng dấy lên một tình cảm huyết mạch tương thông. Ngoài miệng thì Ngộ Không không công nhận, nhưng từ trong sâu thẳm trong lòng của hắn thì đã thừa nhận người này chính là cha mình. Thanh Nhi, muội xem người này giống ai, là giống muội hay là giống huynh? Tôn Thạch ngồi sát lại mộ bia nhẹ nhàng nói, phảng phất như ái thê không phải đã vĩnh viễn ra đi mà chỉ như một người ngủ say. Tiểu Hoàng Ngư, Ngộ Không nó có chấp nhận được không? Trong hư không, Hồng Vân lo lắng hỏi Hầu Phí. Chấp nhận không được cũng phải chấp nhận, Ngộ Không là đồ đệ của ta, có gian nan gì mà không vượt qua được đây. Hồng Vân, tỉ nhìn đi, Phí Phí ngoài miệng thì không công nhận Ngộ Không là đồ đệ của mình, bây giờ thì biết rồi nhé. Tử Hà xuất hiện bên cạnh Hồng Vân, nhẹ nhàng cười nói. Tôn Thạch vẫn ngồi sát ở mộ bia, miệng nhẹ nhàng lẩm bẩm. Ngộ Không vẫn chằm chằm nhìn mộ bia không nhúc nhích. Đến nửa ngày sau, bỗng nghe thanh âm của Tôn Ngộ Không thét lên thê thảm: Mẫu thân! Lúc bấy giờ, Cổ Bàn đã đạt tới tầng thứ 5 công pháp Tử Hồng Tuyệt, tốc độ tu luyện so với trước kia càng nhanh hơn. Tại tầng thứ 5 của công pháp Tử Hồng Tuyệt được chia làm 4 tầng, bây giờ Cổ Bàn đang ở tầng thứ 2. Bề ngoài cảnh giới là lục cấp thiên tiên, nhưng thực lực có thể so với lục cấp kim tiên. 100 năm qua, chỉ có Phượng Hy là không có tiến triển mạnh mẽ gì. Hai người các ngươi đều là quái vật à? Rời khỏi Hồng Quân hành phủ, cái miệng của Phượng Hy không ngừng kêu than. Hồng Quân trở thành kim tiên, tốc độ cực nhanh làm cho Phượng Hy choáng váng. Cổ Bàn cũng không có kém, cũng là lục cấp thiên tiên. Phượng Hy và Cổ Bàn tỉ thí một lần, đều sử dụng cực phẩm linh khí. Kết quả, một yêu vương siêu cấp thần thú Phượng Hoàng cũng không thắng được lục cấp thiên tiên Cổ Bàn, làm cho Phượng Hy buồn bực trong thời gian dài. Bế quan hơn 100 năm, rốt cuộc cũng có thể hít thở không khí rồi à? Hồng Quân đi trên đường hưng phấn nói. Mới bế quan có 100 năm mà, đừng có quên ta còn bế quan tới 100.000 năm đấy. Cổ Bàn cười cười, từ sau khi ở một chỗ với Hồng Quân, tu luyện vì vậy cũng không ngừng thăng tiến, cảnh giới so với trước gia tăng nhanh không ngừng. Người à, mặc dù là 100.000 năm vẫn khủ khờ mà tu luyện, không biết cải biến, còn không bằng 100 năm tu luyện bây giờ. Hồng Quân cười nói, mỗi lần nhắc tới việc Cổ Bàn bế quan ngàn năm, Hồng Quân đều phải cười một phen. Đại nhân, mục tiêu đã xuất hiện, thế nhưng... Hồng Quân xuất hiện trên đường, thuộc hạ của Tử Quang liền lập tức hồi báo. Thế nhưng làm sao? Tử Quang có chút nóng vội, đồng thời triển khai tiên thức tìm tòi. Đại nhân, nguyên lai là thông báo hơi có chút khác thường. Hai tiểu tử tiên tiên, bây giờ một người đã là nhất cấp kim tiên, một người là lục cấp thiên tiên, chỉ có siêu cấp thần thú Phượng Hoàng là không thay đổi. Nhất cấp kim tiên? Tử Quang cũng có chút giật mình, 100 năm có thể thăng tiến như vậy, tại tiên giới quả thật là hiếm có. Cẩn trọng chú ý bọn họ, lần này ngàn vạn lần không được đánh mất dấu vết của bọn chúng. Tử Quang ra mệnh lệnh, đột nhiên thân hình người thông báo biến mất không thấy đâu. Sư huynh, người như thế nào cũng tới đây, mấy tên kim tiên cho dù có thần khí
ta cũng có thể hoàn toàn bắt giữ mà. Ngũ Hoàng ngũ hành cũng vì Hồng Quân trong tay có thần khí, Ngũ Hoàng lần này tự thân xuất hành tới đây đối phó với chúng, một mình sư đệ đương nhiên không có vấn đề gì. Ta lo lắng chính là nơi này là ẩn đế, nếu bọn họ nhúng tay sợ có chút phiền toái. Bí mật ẩn đế tinh chỉ có vài người và vài thế lực đầu lĩnh mới biết. Bề ngoài ẩn đế tinh chỉ có một bát cấp tiên đế Lâm Lâm, kỳ thật bên trong còn có hai người. Hai người kia chính là sư thúc của Lâm Lâm, cũng chính là hai đồ đệ của ẩn đế năm đó. Cả hai đều là cửu cấp tiên đế. Nếu không có hai người này tồn tại, sao có thể để Lâm Lâm phát triển thế lực tăng lên? Ẩn đế tinh đã sớm bị thế lực của hắn chiếm rồi. Ẩn đế tinh đích thực mà nhúng tay thì có chút phiền toái. Sư huynh, chẳng lẽ ngươi có biện pháp gì sao? Tử Quang cau mày, tại ẩn đế tinh hắn cũng không thể không để ý tới hai lão gia hỏa này. Biện pháp ư? Tạm thời thì chưa có. Một lúc nữa ta tự mình đi tới bái phòng ẩn đế Lâm Lâm, cầm chân bọn họ. Ngươi xuống tay nhanh một chút, tốc chiến tốc thắng. Chỉ cần lấy được thần khí, chúng ta lập tức bỏ chạy. Ngũ Hoàng, ngoài biện pháp này thì không có biện pháp nào khác. Hai tiểu tử kia ẩn tàng 100 năm, vạn nhất lại để cho chúng ẩn nấp, không biết lại phải chờ đợi tới bao giờ. Cũng tốt, sư huynh bây giờ tới ẩn đế tinh đi, ta trực tiếp ra tay, mấy tên tiểu tử kia cũng không thoát được đâu. Tử Quang cười gật đầu, phảng phất thần khí đang ở ngay trước mắt, chỉ chờ đợi mình tới lấy. Ngũ Hoàng tự mình tới bái phòng ẩn đế Lâm Lâm. Mấy trăm năm nay tại ẩn đế tinh, đây là lần thứ hai. Chỉ có khi Lâm Lâm tấn thăng bát cấp tiên đế thì tới đây chúc mừng một lần. Ngũ Hoàng thế lực so với Vũ Hoàng trước kia to lớn hơn nhiều. Ẩn đế tinh mặc dù còn có cửu cấp tiên đế tồn tại, thế nhưng cửu cấp tiên đế chống cự với bát cấp kiếm tiên, thắng bại cũng khó mà nói được. Quý hóa, không có nghĩ tới Ngũ huynh lại có dịp tới ẩn đế tinh của ta, cũng không có thông báo trước, làm cho chúng ta không kịp nghênh đón ngài. Ẩn đế Lâm Lâm vẫn như trước mặc một bộ đồ màu lục, năm đó khí chất còn chưa thấy, bây giờ Lâm Lâm biểu hiện quả thật vô cùng ổn định, thành thục hơn rất nhiều. Có gì đâu, từ lần trước gặp qua tiên tử, bổn hoàng vẫn đều nghĩ tới muốn tái kiến tiên tử, thế nhưng nhiều năm qua không có cơ hội, hôm nay vừa lúc đi qua phụ cận bèn tới đây bái kiến một phen. Ngũ Hành cười cười có vẻ vô cùng tiêu sái, ngay cả thị nữ bên cạnh Lâm Lâm cũng bị thuyết phục. Ngũ Hoàng nói quá rồi, việc gì mà để Ngũ Hoàng bệ hạ tự thân ra tay, dám chắc đó không phải là việc nhỏ rồi. Lâm Lâm phân phó thị nữ mời rượu, mỉm cười nói. Không có gì đâu, chỉ là một việc nhỏ thôi, chuyện cũng không quan trọng, quan trọng là có cơ hội trở lại gặp mặt tiên tử một lần. Ngũ Hành cầm chén rượu, uống một ngụm. Ngũ Hành đông một câu, tây một câu, chủ yếu là cùng Lâm Lâm nói chuyện hết ngày. Tử Quang đã đến gần chỗ ba người Hồng Quân, tùy thời có thể ra tay. Ba người đi ở trên đường, cơ bản là Hồng Quân cùng Phượng Hy tìm mua rất nhiều đồ vật. Cổ Bàn chỉ hỏi qua, mỉm cười đứng một bên, nhìn bọn Hồng Quân và chủ quán nói chuyện. Hồng Quân mang theo Phượng Hy tới một cửa hàng phẩm điếm, trang sức và quần áo. Mặc kệ là tại nhân gian giới hay tại tiên giới, đàn bà phụ nữ vĩnh viễn là thích trang phục. Một cỗ áp lực đột nhiên xuất hiện, làm nhóm người Hồng Quân cùng mọi người phụ cận không thể nhúc nhích. Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, đem ba người Hồng Quân mang đi ra ngoài, mang tới một trang viện. Bị mang đi ra ngoài, đồng thời công lực ba người Hồng Quân đều bị người này giam cầm. Sau khi rơi xuống trang viện, bị bao vây vào bên trong. Các ngươi là ai? Tại sao lại bắt chúng ta? Ba người Hồng Quân một chút cũng không có hoảng hốt, khiếp sợ. Biểu hiện đó làm cho những người dưới tay Tử Quang kinh ngạc. Ta là Tử Đế, ngày đó người cứu các ngươi, cửu cấp kim tiên ở đâu? Tử Quang đột nhiên xuất hiện tại hiện trường, ngồi ở ghế phía trên hỏi ba người. Tử Đế Tử Quang, ngươi bởi vì sự việc tại Ngư Dương Tinh sao? Không sai, ngươi rất thông minh. Nếu nói cho ta nơi ở của cửu cấp kim tiên kia, ta có thể tha chết cho các ngươi. Tử Quang rất nắm chắc, có rất nhiều loại phương pháp có thể làm cho ba người mở miệng. Nếu ba người không chịu hợp tác, có thể trực tiếp giết chết đi, sau đó sử dụng siêu hồn cũng thu được tin tức cần tìm. Ngươi dám giết ta, sư phụ ta chính là Phượng Hoàng nhất thế, còn có tông quật tiền bối, bọn họ sẽ không tha cho ngươi đâu. Phượng Hy nghiêm mặt quát lên, công lực đã bị phong bế, căn bản không cách nào sử dụng ngọc bội truyền âm tông quật đưa cho nàng. Ngươi chính là cái tiểu cô lương kia, tiểu Phượng Hoàng, ta sẽ không giết ngươi, thế nhưng hai người bọn hắn tất nhiên là không thoát được rồi. Tử Quang không muốn giết Phượng Hy mà đắc tội với hai người siêu cấp thần thú, bắt giữ nàng chỉ là không muốn nàng thông báo tin tức này mà thôi. Tử Quang tin tưởng tông quật cùng Ngây Minh sẽ không vì hai tiểu tử không quen biết
mà cùng Ngũ Hoàng bọn họ đấu tranh. Tiểu Ban, Tiểu Phượng, các ngươi chuẩn bị tiến vào Hồng Quân thành phố. Hồng Quân lặng lẽ truyền âm, cấm chế của Tử Quang đối với vô danh vật chất không có tác dụng gì, Hồng Quân chỉ làm bộ bị cấm chế mà thôi. Đại nhân, ta nói. Hồng Quân đột nhiên cao giọng nói, cô Bàn cùng Phượng Hy đều mỉm cười. Cái kia, kiểu cấp kiếm thiên kia, ở... Hồng Quân vừa muốn nói ra địa phương, đột nhiên cùng cổ Bàn, Phượng Hy đồng thời cùng nhau biến mất không thấy đâu. Tử Quang kinh hãi, nháy mắt xuất ra một không gian giam cầm chung quanh không gian vừa rồi, phi thân tới nơi bọn Hồng Quân biến mất, nhíu mày không nói. Ngươi là muốn tìm ta sao? Hồng Quân khống chế kiếm tiên khô lỗi xuất hiện tại phía sau Tử Quang. Ngươi chính là kiểu cấp kiếm tiên kia. Tử Quang thân thể trong nháy mắt chuyển hướng nhìn Hồng Quân nói. Chính là ngươi tự tới, ngươi chính mình đã đến, hay, rất hay, các ngươi có tiên phủ à? Bất quá, cho dù có tiên phủ, ở trước mặt ta, cũng đừng mơ tưởng mà chạy thoát. Tử Quang rất là tự tin, tiên phủ của tiên nhân tiên giới, hắn với thực lực bát cấp kiếm tiên, không tin là không thể phá được. Chỉ là thanh vũ tiên phủ trong truyền thuyết của nghịch cương tiên đế, hắn chưa từng gặp qua. Ai nói là ta muốn chạy trốn hả? Bát cấp kiếm tiên, tiên đế ư? Không có gì là phiền toái cả. Hồng Quân cười cười, nhưng lại nhanh chóng tự hỏi, làm như thế nào để có thể đối chiến với bát cấp kiếm tiên này đây? Kiếm tiên khô lỗi quả thật thân thể vô cùng cứng rắn, thế nhưng dưới thực lực của bát cấp kiếm tiên, dám chắc là cũng sẽ phải bị thương. Vì điểm ấy, năm xưa Tần Vũ đã chứng nghiệm qua. Kiểu cấp kim tiên muốn đối phó với bát cấp kiếm tiên tiên đế, cơ bản chỉ là làm mộng. Sau khi tiến vào Hồng Quân hành phủ, Hồng Quân đã chuyển tấn cho Tông Quật, bây giờ cũng chỉ có cách kéo dài thời gian, đợi chờ Tông Quật tới, thật sự không còn cách nào khác. Khi vào được Hồng Quân hành phủ, với trận pháp thần giới chính mình bố trí, tin tưởng những người này sẽ không phá được. Không muốn đào vong, chỉ là một kiểu cấp kim tiên nho nhỏ, lại dám ở trước mặt bổn đế mà ngông cuồng sao, thật là buồn cười. Tử Quang ha ha cười to, kiểu cấp kim tiên sau khi xuất hiện, tất nhiên là tuyệt đối không có khả năng đào thoát khỏi lòng bàn tay. Tốt nhất, ngươi đem toàn bộ thần khí giao ra đây, để tránh cho các ngươi bị chết bị giết trong tay tiên đế mà tội nghiệp à. Ta cũng có thể mở cho các ngươi một con đường sống. Tử Quang mỉm cười nói, kỳ thật trong lòng hắn căn bản không có ý định buông tha cho bọn họ, bất quá là muốn chiếm được thần khí tới tay mà thôi. Lại là thần khí, ngươi cũng muốn cướp thần khí của ta sao? Hồng Quân sắc mặt đột nhiên thay đổi, trong mắt lạnh như băng. Đúng, ngươi bất quá chỉ là một kiếm tiên nho nhỏ, không có đức năng để sử dụng thần khí, chỉ có tiên đế ta mới đáng là chủ nhân của thần khí. Tử Quang ha ha cười to, đột nhiên thân hình phóng về phía trước, một đạo kiếm khí sắc bén trực tiếp nhằm Hồng Quân lao tới. Bang! Một tiếng nổ, Hồng Quân bị đánh văng xuống đất vài trăm thước. Đây chỉ là ba thành kiếm khí, cho dù không có thần khí, dưới tình huống này, kiếm tiên khôi lỗi, năng lượng nguyên linh thạch cũng bị hao đi gần chín thành. Cũng quả nhiên là có thần khí chiến y, bất quá hôm nay thần khí chiến y cũng không bảo toàn được mạng ngươi đâu. Tử Quang hắc hắc nở nụ cười, vung trường lên, càng làm Hồng Quân từ dưới đất tiếp tục nún xuống. Đón nhận một trường này, thần khí chiến y nhiều nhất cũng chỉ là mất đi chín thành lực công kích, có thể xem như là còn lại một thành. Tử Quang cũng vô cùng tự tin, trực tiếp đem kim tiên này đánh chết. Bát cấp tiên đế một thành công kích cũng có thể so với 4-5 cấp tiên đế toàn lực công kích. Trường phong đổ tới Hồng Quân, trong khi chưa chạm tới thân thể, Hồng Quân cũng đã đồng thời biến mất. Cái gì? Vẫn còn có thể đứng lên sao? Một trường đánh vào khoảng không, sắc mặt Tử Quang đều thay đổi, tiên thức khẩn cấp tìm tòi. Khối không gian bé nhỏ này sớm đã bị các tiên đế bên ngoài dùng trận pháp khốn trụ, bọn Hồng Quân không có khả năng chạy trốn. Hồng Quân hành phủ biến hóa thành hạt bụi nhỏ trong phòng, chỉ cần có người đi lại là có thể giúp hạt bụi này bay ra khỏi phòng. Tử Quang cũng đã dự liệu đến trường hợp này, nên bất luận là ai, hắn cũng không cho phép đi lại trong phòng. Một tòa đại trận vây quanh căn phòng vì thế mà được dựng lên, căn bản là không gì có thể lọt ra ngoài được. Chỉ cần Hồng Quân còn ở trong phòng thì Tử Quang tin tưởng sẽ bắt được hắn. Một đạo lam hỏa được phóng lên, cho bụi trong phòng lập tức bị đốt cháy và biến mất. Hồng Quân hành phủ căn bản không bị đốt cháy tiêu biến, nên nhanh chóng đã bị Tử Quang phát hiện. Ngươi trốn vào đâu? Trước hết ta hủy diệt phủ của ngươi, sau đó sẽ giết chết các ngươi. Tử Quang gương mặt dữ tợn, giơ kiếm chém tới. Một đạo kiếm khí lăng lệ chém lên Hồng Quân hành phủ.
Nhưng điều bất ngờ là trong Hồng Quân Hành Phủ, Hồng Quân, Cổ Bàn, Phượng Hy chỉ thấy có một điểm chớp lên, nhanh chóng trở lại bình thường. Hồng Quân đã bố trí thần giới, nhị cấp trận pháp, chỉ là một tiên đế như Tử Quang có thể phá được hay sao? Không bị phá ư? Xem ra phòng ngự của ngươi cũng không thấp, ta xem ngươi chịu được đến bao giờ. Nhanh chóng hắn phóng một lúc luôn ba đạo kiếm khí, nhưng vẫn như cũ. Hồng Quân Hành Phủ chỉ hơi lóe lên rồi trở lại bình thường, không bị một chút tổn thương nào. Tử Quang vẻ mặt thay đổi, ba đạo kiếm khí vừa rồi hắn sử dụng đến bảy thành lực lượng, vì sợ Lâm Lâm phát giác sẽ xảy ra nhiều chuyện không hay nên hắn không dám toàn lực công kích. Sư huynh, bọn đệ đã bắt được mấy người bọn chúng, nhưng tên tiểu tử cửu cấp kim tiên kia đã trốn trong một tiên phủ mà ta không thể nào phá được. Tiên phủ có khả năng biến hóa hình dạng, nhưng tạm thời không thoát khỏi được trận pháp của Tử Quang. Nhưng cũng lúc này đây, Tử Quang cũng không có biện pháp nào khả quan cả, nên chỉ biết giằng co như vậy thôi. Đệ chờ ta một chút, ta sẽ tới ngay. Ngũ Hành nhanh chóng truyền âm lại cho Tử Quang. Lâm tiên tử, tại hạ đột nhiên có chút chuyện, xin phép được cáo từ trước, hẹn sau này sẽ đến bái phỏng. Vừa rồi Ngũ Hành đang nói về sự uy lẫm của Lâm Ẩn tiên đế, đột nhiên đứng dậy xin cáo từ ra về. Ngũ Hoàng bệ hạ, có việc ta không dám giữ lại, ta tiến bệ hạ ra về. Lâm Lâm đứng dậy cười nói. Không cần, Lâm tiên tử, không cần phải khách sáo như vậy, ta còn thuộc hạ bên ngoài điện, cứ để ta đi một mình là được rồi. Ngũ Hành cười cười, y muốn bảo Lâm Lâm không cần tiến đưa, hắn sẽ nhanh chóng rời khỏi. Ngũ Hành vừa đi khỏi, ngay lập tức bên cạnh Lâm Lâm xuất hiện hai người. Tiểu thư, Ngũ Hành không giống như hắn đã nói là không có gì, nhất định là có vấn đề trong chuyện này rồi. Một hắc y nhân cửu cấp tiên đế nhìn Lâm Lâm nói. Mặc kệ là hắn có chuyện gì, miễn không gây hại cho Ẩn Đế Tinh thì ta không cần thiết phải xen vào. Lâm Lâm thở dài trong lòng, tâm niệm của Lâm Lâm từ xưa tới giờ chỉ muốn có một cuộc sống ẩn cư, không tham gia tranh quyền đoạt lợi. Vì là nhi tử duy nhất của Ẩn Đế Lâm Ẩn nên mọi sự đều do nàng gánh vác. Sư huynh. Ngũ Hành thuấn di tới bên cạnh Tử Quang, trông thấy Ngũ Hành, Tử Quang cũng cảm thấy đỡ lo lắng hơn một chút. Tham kiến Ngũ Hoàng. Tử đế mang theo mấy người bày tiên đế trận pháp cũng khom người xuống hành lễ. Đứng lên hết đi. Ngũ Hành phất tay, đoạn quay lại phía Tử Quang nói. Vậy tiên phủ đâu? Cho dù hành động của chúng ta có bị Lâm Lâm phát hiện, hai huynh đệ cũng phải liên thủ phá cho được cái tiên phủ kia. Ta đã điều động 72 tiên đế và 36 nhân mã bao vây. Ta tin rằng Lâm Lâm cũng biết phân biệt nặng nhẹ. 36 tiên đế vừa đến, cho dù có bị phát hiện thì với nhân mã như thế này chúng có thể làm gì được đây? Tử Quang mỉm cười gật đầu, đoạn chỉ vào một chấm đen được bao vây bởi trận pháp. Đó, cái đó chính là tiên phủ của bọn chúng. Con mẹ nó, không biết được làm từ cái gì mà cứng rắn như vậy. Đây là lần đầu tiên đệ thấy tiên phủ cứng rắn đến như vậy đấy. Sư đệ, ta và đệ toàn lực liên thủ phá cái tiên phủ này, ta không tin là không phá được. Ngũ Hành triệu xuất tử kỳ thần khí, quay qua mấy người bày trận phân phó. Các người cố gắng duy trì trận pháp, càng khống chế tốt trận pháp càng tốt. Ngũ Hành phân phó cũng không có tác dụng gì, với hai người toàn lực công kích khẳng định trận pháp không chịu nổi, phòng ốc xung quanh chắc chắn bị thổi bay hết, muốn không kinh động đến Lâm Lâm quả thật là không thể. Hai người chia làm hai bên, tiên kiếm trên tay đều phát sáng. Hai người toàn lực tung ra một kích đã khiến cho không biết bao nhiêu người trên Ẩn Đế Tinh thiệt mạng. Quân ca, tiên phủ liệu có chịu nổi không? Phượng Hy trong Hồng Quân Hành Phủ hỏi. Ở bên trong, bọn họ nghe được dự định hai bát cấp tiên đế liên thủ của Ngũ Hành nên cũng cảm thấy lo lắng không yên. Tiểu Phượng, muội yên tâm đi, hành phủ của ta cho dù 10 tiên đế công phá cũng đừng mơ mà phá được. Hồng Quân cười tự tin như vậy cũng khiến cho Phượng Hy yên tâm thêm phần nào. Oanh! Một tiếng nổ kinh thiên động địa, trận pháp do mấy tiên đế bố trí nhanh chóng bị triệt tiêu. Lưỡng đạo kiếm khí cường đại công kích vào Hồng Quân Hành Phủ, tạo thành một dải dư chấn năng lượng. Năng lượng cường đại tràn ra ngoài khiến cho tất cả kiến trúc hàng trăm dặm xung quanh bị san bằng. Toàn bộ tiên nhân quan chiến cũng biến mất, không để lại dấu tích gì. Hồng Quân Hành Phủ lần này chớp lên rõ ràng sau đợt công kích này, tuy nhiên một chút thương tổn cũng không có. Trận pháp đã không còn, Hồng Quân khống chế tiên phủ của mình bay ra ngoài. Sư huynh, thế này là thế nào? Tử Quang trợn mắt nhìn, hai người toàn lực công kích mà cũng không phá nổi, mà bây giờ ngay cả cái tiên phủ đó ở đâu cũng không biết nữa. Tiên phủ này tuyệt đối không tầm thường, lần này hai chúng ta quá sơ suất rồi. Ngũ Hành nghiêm mặt chậm chậm nói.
không phải tiên phủ bình thường, không lẽ là Thanh Vũ tiên phủ trong truyền thuyết sao? Tử Quang con mắt sáng ngời, kích động cực độ. Chỉ vì truyền thuyết về Thanh Vũ tiên phủ khi xưa, ngay cả tòa nguyên luyện hóa trận cũng không thể làm cho tiên phủ này tổn hại. Ngũ Hoàng, đây là ý gì? Một tiếng nói vang lên, chính là Lâm Lâm cùng hai lão nhân kiểu cấp tiên đế xuất hiện tại hiện trường, căm tức nhìn Ngũ Hoàng và đau lòng nhìn cảnh hoang tàn đổ nát xung quanh. Lâm tiên tử, chúng ta đang truy đuổi một gã thích khách, ra tay có hơi nặng, những thiệt hại hôm nay chúng ta sẽ chịu trách nhiệm. Ngũ Hành vòng tay cười cười nhẹ nhàng nói, Ngũ Hoàng bệ hạ, ngươi đuổi theo thích khách có thể cho bọn ta biết trước, không lẽ ngươi nghi ngờ bọn ta bao che cho thích khách sao? Ngươi không để ý ra tay đã khiến cho bao nhiêu người chết trong tay ngươi, ngươi có biết hay không hả Ngũ Hành? Lâm Lâm lần này cực kỳ tức giận, đối với Ngũ Hành ngữ khí cũng đã thay đổi. Nơi này là một nơi phồn thịnh trên ẩn đế tinh, nhưng chỉ một kích vừa rồi đã ít nhất giết chết mấy vạn tiên nhân. Ta đã nói rồi, sự kiện hôm nay chúng ta sẽ bồi thường, còn thích khách kia đã giết một tên tiên đế cùng mười mấy kim tiên của chúng ta, bất luận thế nào cũng không thể để cho hắn chạy thoát, thành thật rất xin lỗi. Bồi thường ngư, chỉ một câu bồi thường thôi sao? Mạng của mấy vạn tiên nhân ngươi lấy cái gì bồi thường đây? Lâm Lâm thân thể run run chỉ vào Ngũ Hành quát lớn, Lâm tiên tử đã nói vậy, ta cũng có thể điều mấy vạn tiên nhân tới nơi này. Ngũ Hành vẫn giữ nguyên thái độ, tuy nhiên tiên thức đang gấp rút tìm kiếm, hy vọng có thể tìm được tiên phủ vừa mới chạy trốn. Láo toét, Ngũ Hành, ngươi đừng lừa đảo. Hắc Y tiên đế từ phía sau Lâm Lâm tiến lên từng bước phẫn nộ quát lớn, Ngũ Hoàng điều mấy vạn tiên nhân tới, khắc nào ẩn đế tinh cấp nơi ở cho bọn họ sao? Mà họ là người ngoài, chẳng lẽ lại một lòng bảo vệ ẩn đế tinh? Lâm Lâm làm sao có thể ngồi yên được đây? Lâm Lâm, ta vốn đã là lẻ mặt ngươi lắm rồi, ta không muốn nhờ tới sự giúp đỡ của ngươi. Thích khách này tuyệt đối chúng ta phải bắt được. 36 tiên đế thuộc hạ của ta đang đến, hy vọng Lâm tiên tử có thể giúp cho. Ngũ Hành sắc mặt thay đổi, âm thanh cũng lạnh như băng. Ngũ Hành, ngươi... Hắc Y tiên đế tức giận, Ngũ Hành nói như vậy có khác nào là hăm dọa bọn họ hay không? Ngũ Hoàng bệ hạ, ngươi truy đuổi thích khách ta không cản, nhưng ngươi hãy rời khỏi chiến trường, ra khỏi ẩn đế tinh, nếu không chớ trách ta trở mặt. Lâm Lâm sắc mặt rất khó coi, tuy bên cạnh có hai kiểu cấp tiên đế, thế nhưng họ cũng sắp độ thần kiếp nên cũng không dám toàn lực ra tay. Ngũ Hành cùng Tử Quang đều là kiếm tiên, phe mình không bằng người ta nên chỉ còn biết nuốt giận vào trong. Hay cho ngươi Ngũ Hoàng, thật là khí phách, thật can đảm, so với Vũ Hoàng trước kia còn cường đại hơn, da mặt ngươi có lẽ dài hơn Vũ Hoàng một bậc rồi. Bên cạnh Lâm Lâm xuất hiện một người, Tông Quật chạy một mạch tới đây, cuối cùng cũng đã xuất hiện. Lần trước Tông Quật cùng Ngê Minh không có trở về, chỉ du ngoạn trên mấy tinh cầu trung gian bên cạnh ẩn đế tinh. Sau khi Hồng Quân niết toái Ngọc Phù thì đã nhanh chóng tới đây. Tông Quật đi trước, Ngê Minh đi sau. Trên đường đi, Tông Quật đã nhận được tin tức của Hồng Quân nên cũng hiểu được tình hình lúc này. Kim Sĩ Đại Bằng Tông Quật. Ngũ Hành cao mày, người mà hắn không muốn nghĩ tới cuối cùng cũng đã tới. Ngũ Hành, năm đó Vũ Hoàng cướp mê thần đồ quyển của Tần Vũ, ít nhất cũng quang minh chính đại để cướp. Người muốn cướp thần khí của hậu nhân Tần gia, lại vu cho hắn là thích khách ư? Chẳng thật biết liêm sỉ là cái gì cả. Tông Quật khinh miệt nhìn Vũ Hoàng, bóc mẽ hắn ngay giữa đông người. Thần khí ư? Lâm Lâm cùng hai vị tiên đế phía sau cả kinh. Ngũ Hành mục đích chính là thần khí, cũng không trách được vì sao hắn lại ra tay độc ác như vậy. Tông Quật, ta muốn có thần khí đó, rồi sao đây? Hắn chỉ là kiểu cấp kim tiên nhỏ bé mà cũng đòi sở hữu thần khí sao? Thà rằng bây giờ đưa cho ta còn hơn, sau này lọt vào tay kẻ khác. Ngũ Hành hừ lạnh, Tông Quật đã nói ra chân tướng của hắn, hắn cũng sảng khoái mà thừa nhận. Ngũ Hành, ngươi thật không biết xấu hổ, cướp đoạt đồ của người khác mà cũng có lý do sao? Thật không nghĩ được con người của ngươi lại như vậy. Lâm Lâm giận dữ nói lớn, bỗng dưng thấy hắn viếng thăm, đã thấy được có việc không bình thường rồi, thì ra ẩn tình là như vậy. Tông Quật, ngươi định nhúng tay vào việc này sao? Ngũ Hành không để ý tới Lâm Lâm, nhìn Tông Quật nói, vừa rồi hắn đã truyền tin cho 72 thuộc hạ nhanh chóng tới ẩn đế tinh, không kể bất kỳ chuyện gì, nhất định phải cướp cho được mấy món thần khí kia. Ngũ Hành, nói thật là ngươi rất đáng thương, ngươi không biết rằng ngươi căn bản đã phạm vào bao nhiêu sai lầm. Đây là hậu nhân của Tần gia, ngươi muốn cướp đoạt như vậy, Ngũ Hành, ngươi sẽ rất hối hận thôi. Tông Quật khẽ cười nói, ông mang theo ánh mắt thương hại nhìn Ngũ Hành, đắc tội với hậu nhân Tần gia, quả thật hậu quả tuyệt đối nghiêm trọng.
Năm đó tại nhân gian giới, tu ma, tu tiên hai nhà vì giết nhầm Tần gia đệ tử mà bị đánh cho tổn thất nghiêm trọng. Tông ca, Tiểu Phượng không sao chứ? Tông Quật vừa nói xong thì Nghê Minh cũng tới, không trông thấy ái đồ của mình nên vội vàng hỏi. Tiểu Phượng nó vẫn khỏe, đang ở cùng một chỗ với Hồng Quân. Không sao là tốt rồi. Nghê Minh lo lắng nhất là cho Phượng Hy, giờ thấy nàng không sao thì cũng bớt lo lắng phần nào. Tông tiền bối, ngài vừa nói ngũ hành truy đuổi hậu nhân Tần gia, có phải là Tần gia Tần Vũ không? Lâm Lâm đi tới trước Tông Quật cười hỏi. Tiểu nha đầu, mặc dù ta so với ngươi thì tuổi tác lớn hơn rất nhiều, thế nhưng ngươi dù gì cũng là bắt cấp tiên đế rồi, không cần phải gọi ta là tiền bối. Nếu kính trọng ta thì gọi ta một tiếng đại ca là được rồi. Tông Quật vừa cười vừa nói. Không sai, lần này ngũ hành thật đáng thương, hắn đã phạm vào bao nhiêu sai lầm rồi mà không biết. Hậu nhân Tần gia lần này quan hệ với Tần Vũ tuyệt đối không bình thường đâu. Là hậu nhân của Tần tiền bối sao? Lâm Lâm phảng phất thấy được quá khứ hiện về quanh đây. Ngày đó Tần Vũ xả thân cứu mình và còn những chuyện đau lòng nữa, không thể không nhớ đến một người đồ đệ của Tần Vũ, Liễu Hàn Thư. Ngũ hành, ta tuyệt đối không cho ngươi làm thương tổn đến hậu nhân của Tần tiền bối, cùng lắm là ngọc đá cùng lát thôi. Thái độ của Lâm Lâm rất kiên quyết. Ngũ hành thật sự đau đầu. Ngày hôm nay hắn mới biết người mà hắn đang truy đuổi là hậu nhân của Tần Vũ. Nhưng cho dù là như thế hắn cũng không sợ, vì nếu Tần Vũ chưa phi thăng thì hắn không bao giờ dám làm như thế. Nhưng Tần Vũ đã sớm phi thăng từ rất lâu rồi, Tần gia tại Tiên Ma yêu giới cũng không có nhân vật nào có tầm ảnh hưởng lớn cả. Bây giờ tình hình hiện tại đã có thay đổi lớn. Tông Quật cùng Nghê Minh đã đến, ngũ hoàng giờ này đã mất đi ưu thế. Hai người này đều là siêu cấp thần thú. Nếu ngũ hoàng có tìm được cái tiên phủ kia thì hắn cũng không chiếm được phần tiện nghi nào. Ha 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 ha. Tông Quật, nhiều năm rồi không gặp, tính tình của ngươi vẫn như xưa à? Ha 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 ha. Không trung tuôn ra thành một tràng cười. Tông Quật ngẩng đầu mỉm cười. Ngũ hành cùng Tử Quang kinh ngạc nhìn nhau. Tiếng cười thì ở không trung nhưng vẫn không thấy một bóng người nào. Giữa không trung xuất hiện một bóng người chậm rãi hạ xuống mặt đất. Trên đỉnh đầu có một nét đặc thù riêng, mọi người nhìn qua là biết ngay hắn chính là đương kim Long Hoàng Phương Điền. Phương Điền, ngươi không ở trong ổ của mình sao? Đến đây làm gì vậy? Tông Quật cười mắng. Tông Quật cùng Phương Điền tại nhân gian giới đã biết nhau, giao tình cũng không đến nỗi tồi. Tại Tiên Ma yêu giới tuy ít gặp nhau nhưng cũng không thể nói là quan hệ không tốt. Ngươi tới được, sao ta không tới được? Không biết là kẻ nào có lá gan lớn tới mức mà trêu vào hậu nhân của Tần gia đây? Phương Điền hướng Tông Quật truyền âm hỏi, còn nhìn ngũ hành cười cười, nhưng để ý thấy nụ cười của hắn có điểm kỳ quái. Tin tức của ngươi quả thật là thông thiên à? Ngươi và Tần gia không có giao tình gì, thế nào mà lại đến đây? Tông Quật cười cười truyền âm nói, ta đối với Tần gia hiểu rất rõ, thậm chí còn nhiều hơn ngươi kia. Phương Điền lại nhìn Tông Quật với một nụ cười cực kỳ bí hiểm. Đoạn hắn quay lại nhìn ngũ hành nói, ngũ hành, nghe nói ngươi đuổi giết mấy người chỉ là kim tiên chi cảnh, sao lại có việc này? Chỉ là một kim tiên mà sao ngươi cũng phải đích thân xuất thủ vậy? Lâm Lâm chân mày nhíu chặt. Ngũ hành lại có thêm Long Hoàng, quả làm cho nàng cảm thấy bất an. Tông Quật, chờ xem kịch vui đi. Ngũ hành tiểu tử này không biết được kết quả cuối cùng đâu. Trong nhà ta có một vị người đó đang tới đây. Phương Điền truyền âm cho Tông Quật cười hắc hắc nói, người nói vị kia có phải là tính tiền bối không? Tông Quật con mắt sáng ngời truyền âm hỏi, chính là bà ta, người cứ chờ đó mà xem kịch hay đi. Phương Điền truyền âm cho Tông Quật, hắn là người đứng giữa hai bên cũng không tỏ ra thái độ là chống lại bên nào. Thời gian qua Hoàng Phủ Tĩnh ở lại Tiên Ma yêu giới nhưng không ở Long tộc, nàng đi du ngoạn khắp nơi. Tông Quật cũng từng ra mắt nàng một lần. Hoàng Phủ Tĩnh chỉ hoa tay thôi đã khiến cho Tông Quật cùng Ngê Minh không thể nhúc nhích. Khi đó Tông Quật đã biết nàng là một cao thủ của thần giới. Sau đó nàng ở lại Long tộc, không ít lần Phương Điền truyền tin cho Tông Quật nói về sự kiện này. Hai lần Tông Quật đến bái phỏng đều bị Hoàng Phủ Tĩnh gây thương tích. Ngoài Phương Điền nói với nàng được dăm ba câu thì không có ai được nàng để ý. Nhận được Phương Điền truyền tin, Tông Quật càng cảm thấy yên tâm, mỉm cười nhìn ngũ hành. Chỉ tội cho ngũ hành là hắn không biết tình hình của hắn hiện giờ bất lợi như thế nào. Long Hoàng bệ hạ, việc xảy ra như thế ngài có ý kiến gì không? Ngũ hành vòng tay ôm quyền hướng Phương Điền cười cười hỏi,
Ta cũng không có gì, chỉ là đúng lúc đi ngang qua đây, thấy có nhiều đại nhân vật ở đây nên cũng muốn xem có chuyện gì xảy ra thôi. Phương Điền cười hăng hắc nói, Long Hoàng bệ hạ quả là cao nhân. Sự việc là như thế này, trước đây mấy ngày tại Ngư Dương Tinh, tên cuồng đồ này to gan dám giết chết một tiên đế, mấy vị kim tiên. Hôm nay ta truy đuổi đến đây chính là tên tiểu tử hậu nhân của Tần gia, nhưng bị Lâm tiên tử cùng tông tiền bối ngăn trở. Tin tưởng Long Hoàng bệ hạ anh minh, tuyệt không phóng mặc cho chúng tẩu thoát. Ngũ Hành gắt gao nhắm vào việc Hồng Quân giết chết mấy người, ngôn ngữ mạnh bạo truy kích Lâm Lâm mấy người. Lại có việc này sao? Tên này quả thật là điên cuồng. Ngũ Hoàng, ngươi yên tâm, tên cuồng đồ này nhất định ta cũng không buông tha. Phương Điền xoay người đi tới hướng Ngũ Hành, không quên nháy mắt với Tông Quật. Nhìn Phương Điền đang đứng về phía mình, Ngũ Hành trong lòng đại thịnh, ngữ khí so với lúc trước cũng mạnh bạo hơn. Tông tiền bối, tên kia giết chết tiên đế cùng mười mấy vị kim tiên của ta, đó là sự thật. Ta thừa nhận là có chuyện này, nhưng Ngũ Hành ngươi chớ quên là hắn giết người cũng có nguyên nhân. Lời lẽ Tông Quật mỉa mai luôn luôn đả kích Ngũ Hành. Mặc kệ là nguyên nhân gì, giết người của ta mà ta không trả thù, sau này thử hỏi làm sao ta có thể ăn nói với thuộc hạ của ta đây. Ngũ Hành nói về đại nghĩa oai phong lấm lấm, nhưng hắn không nghĩ tới ngay cả Hồng Quân ở đâu hắn cũng không biết được. Nói rất hay, khả năng của ngươi điên đảo thị phi khiến ta thật bội phục. Hồng Quân mang theo cổ bàn và Phượng Hy xuất hiện bên cạnh Tông Quật nói lớn, Tiểu Phương. Nghe Minh lo lắng nhất là Phượng Hy, nên vừa thấy nàng xuất hiện liền đến ngay bên cạnh nàng. Các ngươi rốt cục cũng đã chịu ra rồi sao? Đã thế rồi sao còn dám ra ư? Ngũ Hành nhìn chằm chằm Hồng Quân cùng cổ bàn hỏi. Nhìn thấy Hồng Quân cùng cổ bàn, trong lòng Ngũ Hành xuất hiện cảm giác vừa mừng vừa sợ. Mặc dù nói như thế nào thì bọn Hồng Quân cũng đã giết người của hắn, tội này thì không thể tha được. Thế nhưng đối diện với một thế lực không phải nhỏ trước mặt thì hắn cũng không dám nắm chắc được phần thắng. Ngươi chính là hậu nhân của Tần gia sao? Phương Điền đột nhiên nhìn thẳng Hồng Quân hỏi. Đúng vậy, các hạ chính là Long Hoàng tiền bối. Hồng Quân đã sớm biết Hoàng Phủ Tĩnh nên dám chắc Phương Điền sẽ không xuống tay với mình. Tốt lắm, ta hỏi ngươi, Long tộc ta tại Tử Huyền Tinh, tộc trưởng và các trưởng lão có phải do ngươi giết không? Bọn họ muốn cướp vật của Tần gia ta, chết còn chưa đủ. Ngươi giết nhiều người Long tộc như vậy mà không sợ sao? Mặc dù Phương Điền sẽ không mang rắc rối đến cho Hồng Quân, tuy nhiên nghe Hồng Quân nói vậy thì hắn cũng cảm thấy lửa giận trong lòng bốc lên. Tính Nga Di đã nói với ta nên ta không sợ. Dáng vẻ khiêu khích hướng về phía Phương Điền. Nhắc tới Hoàng Phủ Tĩnh, nhất thời Phương Điền không nói được gì, chỉ nhìn chằm chằm Hồng Quân nhưng một câu cũng không thốt ra được. Bên cạnh đã tụ tập đầy đủ cao thủ của tiên giới, Long Hoàng cũng tự mình tới. Nhìn xung quanh trông có vẻ Ngũ Hoàng chiếm ưu thế, vì hắn nghĩ truyền thừa của Long Hoàng có thể đối phó với Tông Quật nên rõ ràng hắn không còn e ngại ai cả. Đại bá, lúc trước ta còn trách người không gọi ta trong những dịp vui chơi nhộn nhịp như thế này, nhưng bây giờ thấy cảnh tượng này không biết là thế nào à? Không trung truyền lại một đạo âm thanh, một nhân ảnh ngay tức khắc xuất hiện bên Tông Quật. Thì ra là Liên Trùng, ta muốn ngươi gặp qua hậu nhân của Tần Vũ, thế nhưng bây giờ có người đang đòi giết hắn kìa. Lại có chuyện bực mình như thế sao? Ta là huynh đệ hậu nhân của Tần Vũ đây, kẻ kia ở đâu cho ta xem với nào. Liên Trùng cả kinh nói. Kỳ thật Liên Trùng ở bên này tiên giới, với tu ma giới mà nói, hắn thuộc hạng tu hành quá lâu năm. Sau khi Hồng Quân gửi truyền tấn cho Tông Quật, Tông Quật cũng nghĩ kỹ Liên Trùng đang ở tinh cầu phụ cận, nên Liên Trùng cũng biết được sự kiện đang diễn ra. Liên Trùng tiền bối, văn bối đã gặp qua, xin ra mắt tiền bối. Hồng Quân hướng về phía trước hành lễ, ân cần hỏi. Liên Trùng là cố hữu của Tần gia, nên Hồng Quân thực sự biết rõ về con người này. Người chính là hậu nhân của Tần gia sao? Là ai khi dễ ngươi? Nói cho ta biết đi. Huynh đệ của Liên Trùng ta mà dám khi dễ, khác gì không xem mặt mũi ta ra gì. Tốt xấu gì thì ta cũng là tu ma tiểu thần ma, mặc kệ kẻ nào khi dễ ngươi, nói cho ta biết, ta rửa nhục cho ngươi. Liên Trùng nói, trong mắt hiện lên đạo đạo đao mang. Tu ma tiểu thần ma Liên Trùng. Ngũ Hành đứng dậy nói lớn. Tần Vũ phi thăng đã hơn ngàn vạn năm, thế nào mà thiên ma yêu giới còn nhiều bằng hữu của hắn như vậy? Chỉ vì một tên hậu nhân Tần gia mà dấy lên một trận sóng gió. Liên Trùng công lực không cao, công lực chỉ lục cấp yêu đế, nhưng ngại một điểm, cha mẹ hắn đều là bát cấp yêu đế, tại ma giới thực lực cùng cứ một phương.
bình thường liên trùng xuất hiện cả hai giới tiên ma gây náo loạn, chỉ là hắn không gây náo loạn quá mức. Danh tiếng của liên trùng tiên ma yêu giới đều biết. Những thuộc hạ của bằng ma hoàng Phương Lam đã báo cho hắn về những việc bất thường của Ngũ Hành. Hắn cũng biết Ngũ Hành đuổi giết hậu nhân Tần gia là vì thần khí. Tần Vũ ba huynh đệ chém giết trước kia Mặc Họ, ngay cả bằng ma hoàng cùng phi điểu nhất tộc đều bị sỉ nhục. Sau khi nhận được tin báo, Phương Lam ở hành tinh phụ cận trong lòng không yên, lập tức thông qua truyền tống trận tới ẩn đế tinh. Một là hy vọng cướp được thần khí, hai là hy vọng có thể giết được Tần gia, hậu nhân Tần gia. Ngũ Hoàng, Long Hoàng, hôm nay như thế nào lại tới ẩn đế tinh vậy? Bổn Hoàng hôm nay muốn đến bái phỏng Lâm Lâm tiên tử, không có nghĩ được gặp các vị bằng hữu ở đây. Ẩn đế tinh tụ tập càng ngày càng nhiều người, bằng ma hoàng Phương Lam hướng Phương Điền, Ngũ Hành hành lễ, căn bản không nhìn Tông Quật và Liên Trùng vào mắt. Bằng ma hoàng đại nhân, vì sao ngài lại biết nơi này? Ngũ Hoàng mừng rỡ, vì dù gì hắn cùng với bằng ma hoàng có chút giao tình. Nhìn thấy thái độ của bằng ma hoàng, hắn biết bằng ma hoàng đứng về phía mình, điều này không nói ai cũng biết. Ngũ Hoàng bệ hạ, ngươi không nhìn thấy tại ẩn đế tinh hôm nay phi thường náo nhiệt hay sao? Bổn hoàng làm sao có thể bỏ qua cơ hội này được? Phương Lam cười to, hắn đột nhiên nhìn thấy Tông Quật nhìn mình, và bên cạnh đó là một nụ cười có thể coi như là nhạo báng. Chẳng biết sống chết là gì. Phương Điền cùng Tông Quật trong lòng đều nghĩ. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, câu chuyện của chúng ta hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Mời quý vị và các bạn hãy dõi theo diễn biến của câu chuyện trong các video sắp tới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.